Vâng, và xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Ở trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ đi vã cho anh em một con tàu CN Chixiao. Con này thì nhìn cái chữ CN là anh biết rồi đúng không? Nó là tàu của Trung Quốc. À, thì con này nó theo kiểu dạng nó na ná như kiểu con Ocean Avenger ấy. Đấy, nó cũng vừa là một cái con tàu sân bay, đồng thời nó cũng là giống như kiểu một cái dạng tuần dương ấy. Đấy, nhìn nó khá là giống luôn. Còn Ocean Avenger thì nó theo kiểu dạng khu trục sân bay. Đấy. Rồi, con này chúng ta sẽ xem cái vũ khí của nó nhá. Đây, EC-21E, đây là cái tên lửa khóa nhá. Đấy, chỉ có con này mới có cái loại tên lửa này thôi. Phía dưới nó là cái HPG-95, cái này cũng là cái đồ khóa luôn. Anh em nào mà chưa có cái tàu này thì có thể tạm dừng cái màn hình lại nhá. Còn X2 phóng lựu thì mình sẽ chơi, đó là cái loại rocket. Đấy, ở phía dưới chúng ta sẽ có cái dàn hỏa lực máy bay đây. Cường kích YK-141 này, MQ-25 này. Đấy, những cái này thì có thể mình sẽ thay đổi tùy từng trận nhá. Đấy, một cái X2 trực thăng Mi-28, cái này là cái sự lựa chọn tốt nhất rồi. Đây, X3 phòng không là X4 không tổng là X7 phòng không nhá, gác full hết. Còn cuối cùng là X2 cái phòng không quá HQ9B, nhưng mà tính tổng vào nó sẽ là X9 phòng không ấy. Con CCL này cũng rất là nhiều phòng không, chẳng qua nó không có cái pháo tự động thôi. Ở đây thì mình sẽ đi vã luôn cho anh em đây. Ô thôi chết rồi, lại vào nhầm ngoại tuyến rồi. Mỗi lần mà cứ chuẩn bị làm clip là mình cứ hay đi test lại một số cái loại máy bay cho nó đỡ quên ấy. Thành ra là cũng quên không có chuyển sang cái ngoại tuyến, anh em chờ phát. Đấy, mất có vài giây thôi. Mình nhớ là cái thời điểm mà lần đầu con Chixiao mình mới chơi ấy, mình thấy cái tên lửa và cái phóng lựu, à cái pháo á, cái pháo khóa và cái tên lửa khóa của nó ấy, thì rất là tín nha. Đặc biệt là cái EZ-21E. Con này nên chúng ta nên chọn những cái vị trí mà nó ở cự ly trung bình nhưng mà có những cái vật cản che chắn, đó chúng ta đứng sát vách và bắt đầu tấn công. Thì đôi khi ấy, chúng ta chỉ cần đi thò một tí là có thể bắn được bằng tàu rồi, còn lại thì có thể sử dụng máy bay không người lái hoặc là cường kích lại xả đạn thoải mái. Biên giới khô cằn, mình ghét cái map này thế nhỉ. Cái map này với cái map ở thành phố bị lãng quên ấy, là hai cái map mình ghét nhất luôn đấy. Không biết là có anh em nào cùng quan điểm với mình không, nếu mà cùng quan điểm anh em nhớ để lại cái ý kiến nhé, cho mình còn biết. Ồ, Katori này. Có Katori đây thì chịu rồi. Tầm này là anh em có nhiều đồ tàu bass đấy. Vài hôm nữa thôi là đâu đâu cũng Katori ngay. Katori thì dù sao nó chỉ là một cái dạng tàu đổ bộ tấn công chứ nó cũng không phải là một cái dạng sân bay đổ bộ. Tầm này chỉ có đứng đây bắn mù à? Không lẽ tầm này đứng đây bắn mù sao? Trời ơi, không có tiêm kích ấy, mình lại không có mang được cái gì sang. À, cái pháo khóa rồi này. Đó, anh em theo nhìn thấy bắn nó chỉ có 2 phát thôi. Nó tín lắm. Rồi sang được cái lại mất map rồi. Cái đấy là lý do tại sao mình vẫn muốn lái cường kích chứ mình không muốn lái cái không người lái sang. Nó dễ mất từ sớm lắm. Ôi dồi ôi, có một chiếc đi lẻ đây này. Làm gói. Có lẽ mình sẽ đi tản ra bên ngoài này một tí. Bản chất dù sao thì mình cũng là một con tàu sân bay. Mình không có dại. Đây này. Cái thí sinh này cần dí này anh em này. Wow. Đau chứ đúng không? Đau đấy. Ôi xong rồi, cái tình hình này khả năng là bạn này là xong rồi đấy. Ôi dí như thế này nó không đi đấy. Ôi dí đến như thế này nó không đi thì cũng quá ảo. Đây rồi. Đấy, cái cơ hội để mình xử lý bằng cái vũ khí trên tàu cho anh em đây. Con này thì chắc chắn anh em sẽ phải sử dụng cả một cái tàu nhá. Tại vì con này nó có cả tên lửa, cả phóng lựu, cả pháo, nó chẳng khác gì một con tuần dương cả. Thế là lý do tại sao mình bảo đây là một con tuần dương sân bay là như vậy đấy. Ôi dồi, DDR2K thấm. Định lùi lại núp này anh em này. Nùi lại núp, em có cái kiểu nùi của em.
thấm nám. Cái gì bắn mình đấy? Ui, cha cha, con này nó không biết cái sức mạnh của con CCL mà. Ôi, thế thì bạn nhầm rồi, thế thì bạn nhầm to rồi. Cái pháo này nó hồi lại nó hơi lâu, nhưng mà khi bắn trúng của đam rất là to nhỉ, không đùa với nó đâu. Con này máu 500k mà đâu có ngán gì đâu, khác gì ba một con tuần dương vừa đi vừa bắn nhau đâu. Ờ, tầng này mình sẽ đi móc lốp nhá. Đấy, đi móc lốp là hợp lý này này. Đấy, tầng này đi móc lốp mới là hợp lý này. Nó cay lắm đấy chứ. Katori, Katori thì con này phòng thủ Trung Châu, mình cũng biết được cái bản chất của nó rồi. Còn cái gì chiến đấu nốt cái đấy. Không không không, em không muốn ăn mấy cái bạn máy bay. Em ăn mấy cái bạn này này. Chết, chết. Em biết là cái mạng của em cơ mà. Nào ra đây cho em ăn ăn nốt cái mạng này nữa nào. Rồi ôi, rồi ôi, cô đứng đây dãy này, cô đứng đây dãy này. AK 41 anh em biết cái nguy hiểm như thế nào rồi đấy. Wow, mới trận khởi đầu anh em ơi. Mới trận khởi đầu rồi cũng vã sợ thật đi. Cũng lâu lâu không chơi, chơi lại mấy con tàu kiểu hiếm hiếm như này chơi lại cũng sướng sướng anh em ạ. Thế theo anh em là mình đi làm tiếp trận nữa chứ mình sẽ không thay đổi đâu. Con này em nhớ nhá, con này là con chất tàu không thể đứng yên được đâu. Mặc dù nó là con tàu sân bay, nhưng mà khi đi chơi thì không thể đứng yên được. Đứng yên là gần như là team sẽ bị phế luôn đấy. Anh em không thể nào mà gây sát thương được cái một cái khe cường kích với lại một cái khe không người lái đâu. Không biết anh em có nhớ lúc đầu mình có nói về cái vấn đề là mình ghét nhất cái map vùng đất khô cằn với cái thành phố bị lãng quên không? Lúc đầu mình nhớ có nói ấy. Sao bây giờ tự nó ghét như thế này này? Hai trận liên tiếp là trận đầu trận hai như thế này này, có bực mình không? Ai là cái người không bực mình? Katori nó con tàu có thể nói là giống như kiểu dạng tàu phòng thủ ấy, trâu lắm luôn, trâu lắm. Đây rồi. Trời ơi, đứng đây vã thẳng xuống luôn. Được bao nhiêu thì được. Con này nó có nhiều loạt lắm, em không ngán đâu. Cứ nhằng này đau phết đi. Hơn 200k đàm nhỉ. Cứ nhằng này đau phết đi. Ôi, chắc ăn nốt cố con này rồi về. Cái ông viết này, ông bét bét này, sao ông thò mặt sớm thế? Mình cũng chủ động cho tàu đi lên đấy chứ. Anh em đi bên này à? Nhìn này, nhìn con tàu ngầm mini này, bựa thế không biết gì nhỉ. Anh em phải chủ động lái lên để có gì còn gây đam. Em trông chờ vào một cái khe trông chờ một cái khe cường kích, một cái khe không người lái, không có thua. Ý là anh em mà nếu mà chơi con CCA mà có nhá thì nên nắp cái con Yaka 441 này này, thế nó hợp rồi nhá. Hết cứu luôn á. Wow, bay lên hạ sát luôn à. Này chắc chết. Có chết đâu. Đấy, phải chết đi, không chết em phải bắn cái nữa để bảo tại số bây giờ. Ôi nhìn nhàng cũng 700k đấy. Đừng có đùa với nhà chùa. Ôi tầm này em xin phép em lượn lách em đi lên. Có mồi này. Thì thoảng làm cái làm gì căng.
rồi. Úi dồi, cái ông Varad lúc đầu tưởng chết mà cuối cùng lại không chết này. Nhưng mà người ta bảo sống lâu thành huyền thoại thật nhỉ. Giờ thì tôi xem bạn sẽ trụ đến bao giờ. Trận này nghe phải đam to đấy, tại vì là trận bây giờ cũng chưa thấy ai chết. Đúng là ông chết. Châu ui tí nữa thì mất ạ. À. Tôi đang dí bên này cơ mà. Tôi đang dí bên này liên quan gì đến bên kia nhỉ? Đúng là bay sang bên ý. Khó chịu nhỉ. Varad chết. Úi sỏi mình xin. Trời ơi. Nó gọi là đúng theo nhịp, đúng theo bài. Cái này nghe vẻ đam to đấy, đùa với nó đâu. Vẫn chưa chết. Chưa chết thì để em tiện anh sớm thêm một đoạn. Chết không? Ken tận như thế này mà không chết hả? Đấy, cuối cùng thì cũng phải chết. Thằng khốp. Ôi, nhau phối hợp nó hay đấy nhỉ. Ôi, quá hay luôn. Gãy đi anh ơi. Sổ bắn thế luôn. Chết chịu luôn. Em vác cả tàu sang tận đây rồi đấy. Katori cần chết. À, hình như là còn sân bay thì phải. Con máy bay là con sân bay rồi. Ui, đứng đây hỗ trợ này. Con Katori thì nó nghe từ đầu rồi. Nhìn nó yếu như vậy thôi nhưng mà con này nó lì đòn lắm. Con Katori này rất là lì đòn nha. Khó mà chết được nó ấy. Như vậy là còn mỗi ông sân bay thôi. Có lẽ là mình sẽ quay đầu tàu sang đây rồi mình sang mình hốc nốt. Cứ cho anh em nó bắn thoải mái đi. Đấy, bây giờ mới là cái giờ của mình đây này. Đấy, anh em thấy không? Khả năng KS nó tính như thế mà 3 mạng phát nhảy lên 4 mạng ngay. 4 hỗ trợ 1. Xem có cái gì thay đổi không nha. Mặc Q25 thay bằng con Push FS. Thực ra thì nếu như mà với hai con này thì Push FS mình vẫn đánh giá cao hơn một chút so với con MQ25 đấy. Mà con Push FS này đi thì chắc là chơi đối với được 2 trận thôi. Khoảng tầm đấy thôi. Thế là đủ rồi, cần gì phải làm nhiều đâu. Nếu mà giữa hai con này thì mình vẫn cứ sự chọn là cái con Push FS thì nó sẽ nhỉnh hơn một tí. MQ25 thì cũng được thôi, nhưng mà nếu mà so sánh với con Push FS thì nó thua một tí. Nó thì nói nó là cái đồ pass này. Cái map này nên đi. Chắc chắn là cái map này phải đi chứ không phải nói là nên đi mà là phải đi. Tốt nhất là chuồn. Bám cùng với đồng đội sang một sớm. Anh ơi, anh ở bên này một mình, anh nhớ bảo trọng nhá. Anh em không chết được ngay đâu. Đấy, có cái hướng rồi. Đằng này em cứ đi lên càng sớm càng tốt. Em có hướng chạy rồi, em cũng đỡ lo. Bắn tên lửa này dọa cái thôi. Đây rồi. Thấy này này. Ui nó giật. Ui nó giật. F110 rồi. Con này thì phòng không kém lắm. Kém lắm luôn ấy. Ấn mấy mồi mấy con nhà cam 41 này, ấn mấy mồi lắm chỉ. Trời ơi, nó cũng còn cố nổ thêm một cái à. Đấy, tầm này địch mà nó có dồn sang bên này thì mình cũng di chuyển mất rồi. Không làm gì còn cái gì đâu. Không có tiêm kích thì mới đau gì nhỉ. Nhưng mà cố gắng nha. Cố gắng chịu thiệt tí nha. Địch ở hết bên này đấy. Ui chưa thấy được này. Ở đây này. Úi dồi.
thì mày xong với tao rồi. Chờ tí. Em ơi, cố gắng lên. Có nhìn thấy không? Ủa nó núp nhanh thế. Núp quá nhanh luôn ạ. Hàng châu. Đây là nó chuyên mạnh về chiến thuật đấy chứ. Đứng đây spam này đủ chết rồi. Xác nhà bà định rồi đấy. Thôi đi về đi về đi về. Mặc dù là không ăn được thằng sân bay nhưng mà ông tàu ngầm nếu mà ông ra ông quấy rối được là hay ấy nhá. Không sống sót ở đây ạ. Ui giời ơi. Cái combo này nó gọi là thôn. Đây đây đây, chờ em tí đây. Em mang cả cái dòng hỏa lực này sang nó hỗ trợ cho anh em đây. Không biết phải vội phải vàng hết. Ông nào sẽ phải có phần. Trời ơi, nó nghĩ mình ở sân bay mình yếu đuối đấy mà. Anh em cứ đi lên đi. Đây thôi, ui ui. Không biết liệu có giữ được map cho anh em không chứ nhỉ. Ôi ra ra đây là kiểu gì cũng thấy rồi. Đó, anh em thấy không? Khi mà bắn mà mình cầm cái này mình di chuyển theo ấy. Mình như đòi mình đã nói rồi, cái khả năng phòng thủ này nó rất là mạnh. Đừng có lo lắm. Nhưng mà tính ra cả cái phòng không quá là có khoảng 9 phòng không. Làm gì đây? Kịp không? Kịp. Rồi, như vậy là vào đúng là mình thằng cuối này này. Trời ơi. Trời ơi. Cái đấy là một phát cảnh cáo. Phát này là phát cảnh cáo thứ hai. Đó. Này, bay ra này. Để xem nó định làm cái gì nhá. Bắn đúng không? Ấn bẫy mồi trước luôn đấy. Trời ơi. Con này đúng là một chất tuần dương. Chất tuần dương. Quá mạnh. Quá nguy hiểm. Kết thúc. Đẳng cấp không? Con tàu này nó quá đẳng cấp ấy. Nhưng mà là chết cái lại không hỗ trợ 4 mới đau chứ nhỉ. Anh em mình biết chơi đúng không? Ngay từ đầu mình đã nghi nghi rồi. Phải di chuyển cùng đồng đội ngay. Bám ngay. EZ21E này. Đây cái chỉ số đây nhá. Chỉ số của cái phao khóa đây này. Rồi đi làm tiếp luôn. Tiếp trận nữa cho sướng. Nếu mà trận này mà nó ổn ổn thì thôi nhá. Đấy, vã là khoảng 4 trận thế là thoải mái lắm rồi anh em rồi đấy. Trận này cho cái map nào cho nó chòm đá. Được, chòm đá thì càng tốt. Những cái map nào mà hai bên nó khó khó nhìn thấy nhau ấy thì cái con này khi mà bám của đồng đội nó rất là hay luôn. Đừng có đùa với nó, cái hỏa lực của nó. Thực ra con này mình nghĩ là phải 60% hỏa lực nó từ tàu. Có chăng thì chỉ có 40% là hỏa lực từ cái vũ khí máy bay thôi. Đấy, có mỗi một cái cường kích, một cái tiêm kích, à một cái không người lái mà. Cái kia mà anh em nắp cái đồ này thì gần như là chẳng phải nắp cái gì hết á. Có mỗi cái phóng lựu thôi à. Cái đồ lại nó toàn đồ khóa. Nằm lại nó quá nhanh luôn. Hôm nào mà lại nghiện chơi tàu sân bay nhưng mà lại vẫn thích tuần dương. Con này nó cái sự lựa chọn không thể nào hợp lý hơn. Trận này không thấy ông nào có con tàu Pat táng này nhỉ? Katori ấy. Kinh nhỉ, có top 5 clan hàng đầu cơ. Thế thì kinh rồi. Thế thì nhất các bạn rồi. Chúng ta cứ đi cùng đồng đội thôi. Chờ cho khi nào đồng đội nó vào được một cái thế nào đấy mà có thể bắn nhau được thì chúng ta bắt đầu mới đưa cái cường kích vào.
Đây mình chỉ có bay lòng vòng ở khoảng giai đoạn đầu map hay giữa map thôi, không dám sang. À đủ. Ui. Mình gặp nó ở đây ạ. Cấu. Úi trời ơi. Em có thấy không? Có thấy không? Tôi cấu nó 160k rồi đấy. Sang tiếp. Nếu đã có nhịp. Ủa từ xong rồi, bên cánh trái này cũng hỏng luôn này. Ủa ra thế này thì nhịp. Ôi gãy một ông rồi, không biết có cứu lại không, rồi cũng chết một ông bên kia luôn, hợp lý. Ủa, bên này nó còn yếu hơn này. Nhưng thôi bây giờ mình sẽ hỗ trợ bên này. Bên này mới là cái bên cần keep nhất này này. Anh em nó cần là cần những cái lúc này. Đấy anh em thấy không, mang tàu sang nó rất là lợi thế luôn á. Đây. Đấy bây giờ chúng ta lại kết hợp với cả máy bay nhé. Rời đỡ luôn đấy. Thấy không? Anh em thấy không? Mà rời đỡ luôn đấy. Nó vào cái combo của nó rồi. Đây. Ông nào cũng có phần nhá. Ông Varad là ông đầu phát tiết đúng không? Ôi, đứng xả ra kìa. Đứng xả như thế này thì... Ui trời, bây giờ ra gặp mình thì còn mặt mũi nào mà ra gặp mình nữa à. Chứ vẫn còn mặt mũi nó ra gặp mình. Anh em đi lên đi. Sợ cái gì nó. Chống ngầm. Át đổ. Đấy, mang cả con này lên chơi luôn nhá. Ngán cái gì đâu mà. Thôi. Anh Ashigara ơi, anh lại gãy rồi. Nhìn cái tình hình này em biết anh gãy với em rồi. À, đi vào gần cho nó một cái combo nữa chắc là gãy đấy. Tôi vẫn chưa gãy này. Bắn như thế này vẫn chưa gãy này. Đừng đùa với Yaka 41 của em nha. Đấy, em tưởng này không gãy, em lại cho cái con không người lái này nó vả phát nữa ở mồm. Úi dồi. Mình để tàu đi lên nó sâu quá. Anh em thấy trận này nó cây nhà lá vườn không? Cái tên lửa này có bắn được tàu ngầm không nhỉ? Không được. Pháo này chắc là cũng không được. Thế chỉ còn đúng mỗi cái phóng lựu này thôi. Này anh em mang 5C rocket là hợp lý gì nữa. Rồi vào tầm của em rồi. Cố cho em được một củ đam cái. Úi dồi, không được một củ luôn à. Ôi dồi, kèo này nghe về hơi dỗi. Thôi xin phép anh em đi làm lại. Mặc dù biết là trận cuối nhưng vẫn phải làm lại trận khác. Làm nhiều clip về quá nhiều các loại tàu, thành ra là bây giờ có cái cảm giác linh cảm nhẹ nhẹ nữa. Nếu như mà clip nó hơi ngắn phải cố làm thêm, nó sẽ đầy đủ được cái thời lượng video, nó sẽ đều nhau ấy, nó không lệch nhau quá nhiều. Cống hiến nốt trận thứ 5. Để tâm sự qua một chút về con tàu GCL nhé. Nếu mà bây giờ mọi người hỏi mình là cái con tàu này nó xuất hiện từ đâu ấy, hoặc là mình hỏi mọi người nhé, không biết liệu mọi người có nhớ không. Mình thì mình không nhớ đâu. Nó xuất hiện mình, nhưng mà theo cái trí nhớ mang máng của mình là nó xuất hiện ở một cái sự kiện nào đấy mà nó nằm ở cái vòng quay ấy, chứ không phải là con tàu nạp. Mình khẳng định con này không phải con tàu nạp đâu. Mình thì cũng không nhớ rõ, mà hết clip này mình sẽ đi check lại xem. Check lại xem là cái trí nhớ của mình nó tốt hay không. Mình nhớ là nó ở một cái vòng quay may mắn nào đấy. Cái tàu nạp thì không đúng. Nếu mà nói là tàu nạp thì trong trí nhớ của mình là không đúng đâu. Ô. Đây rồi. Đấy rồi, cấu nhẹ nhàng tình cảm cái là bị căng. Trời ơi. Ô, không được nổi 200k. Dí một combo với con này thế được 185k. Nào, anh em chờ tí nhá. Cấu nhẹ nhẹ lấy ít đam thôi mà. Bây giờ vấn đề là anh em nó phải đi chung một hướng với nhau thì mình mới di chuyển được.
Nào, úi giời hay quá nhỉ. Đó, thế thôi. Bắn tạm 3 cái lại đi về tiếp. Nó định chơi mình à? Nó định chơi mình đấy. Được lắm. Rồi. Ôi sao dại thế hả bạn? Ôi. Rồi sao dại thế hả bạn ơi, cái tên lửa nó dí vào mồm. Tên lửa này gọi là bắn xuống giật. Mình không nhớ lắm con tàu này anh em lấy ở đâu. Nhưng mà nhớ là nó ở một cái vòng quay sự kiện ở đấy thôi. Lâu lâu chưa này cảm giác chưa lại nó khá phê nhỉ. Hay là do địch nó lỏ quá nhỉ. Nó hơi nó, và càng về cuối nó càng có hiện tượng nó hơi giật giật lác lác tí anh em thông cảm nhé. Anh em xem thì chắc là thấy đỡ hơn mình, nhưng mà mình cũng chơi trực tiếp rồi, khốn nạn lắm. Rồi, đấy rồi. Cá pháo và tên lửa gì, cá phóng lựu gì này chạy vào mắt à. Ô sao cuối cùng bên mình vẫn chết. Bên mình kiểu gì vẫn sau còn 2-3 người này. Ô, tôi chết rồi. Rồi em đi em tìm nốt, à đây rồi. 1-3. Chiu chiu, em thấy bẫy mồi đi. Bẫy mồi mới ra ca 141, bẫy mồi làm cái gì? Đi cố lên một tí nữa là nhìn thấy này. Tàu của mình ấy. Đi cố lên một tí nữa kiểu gì cũng nhìn thấy. Ồ vẫn chưa thấy này. Khiếp, cái ông này ông ấy để cái tên kìa. Vkep. Chấm nhiều vkep quá. Nên mà 47 nó để cái tên cho nó xúc phạm cả người nhìn. Thò ra đây. Rồi cho anh em xem cái sát thương từ pháo này này. Đó, 52.000 đam đấy, đâu có đùa đâu. Gãy đi. Ui dồi, cái pháo điện nó dí này, đúng rồi. Chạy vòng mắt. Ôi, phạt cuối nó kỷ niệm cho củ rưỡi. Anh em thấy con này khi mà di chuyển cùng đồng đội ấy, nó có tên lửa, có pháo, có phóng lựu, anh em thấy bắn nó sướng không? Có đam nó hộ, có thể nói là con này đúng hỏa lực cũng không sai. 60% là từ tàu đấy. Quá ấn tượng luôn này ạ. GG21E HPG95. Rồi ok, vừa rồi mình đã làm cho anh em một vài trận đấu về con CN GCL. Một con tàu, tàu cứ gọi là tàu sân bay của Trung Quốc đi. Đấy, tàu nửa nai, nửa nạc, nửa mỡ của Trung Quốc. Vậy thì cái nhận xét của anh em về con tàu này như thế nào? Anh em thấy nó mạnh, có đáng chơi hay không? Anh em cứ để lại cái bình luận của mình nhá. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em trong những cái video tiếp theo.